công ty taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng tìm đối tác tài xế Green Car Luxury VF8, lương gần 14 triệu đồng, có khả năng nói tiếng Anh và cao từ 1m70 trở lên. Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM của Chủ tịch tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, vừa đưa ra thông báo tìm đối tác tài xế Green Car Luxury VF8 tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo của hãng, khi đăng ký gia nhập cộng đồng đối tác GSM, các tài xế có cơ hội nhận nhiều quyền lợi làm việc khá hấp dẫn, với mức lương một tháng lên tới gần 14 triệu đồng, bao gồm 9 triệu lương cứng, 2 triệu thưởng dựa trên chất lượng công việc và 2 triệu hỗ trợ thời gian đầu, tối đa 6 tháng. Bên cạnh đó, tài xế còn được hưởng thêm 500.000 đồng phụ cấp sau thời gian đào tạo tiếng Anh và đạt yêu cầu. Ngoài ra, tài xế còn được hưởng một số đãi ngộ khác như tham gia bảo hiểm xã hội, đào tạo tiếng Anh giao tiếp cơ bản, khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Vinmec, đào tạo bài bản về ngành dịch vụ, vận tải và tư vấn lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Đặc biệt, hãng nhấn mạnh sẽ không áp doanh số trong thời gian đầu hoạt động. Để trở thành tài xế của GSM, người ứng tuyển cần đáp ứng các yêu cầu như có độ tuổi từ 22 đến 45, sở hữu bằng lái xe P2 trở lên, chiều cao từ 1m70 trở lên và không có hình xăm lộ. Thông thạo khu vực địa lý nội và ngoại thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm lái xe trên 2 năm tại các hãng xe công nghệ, taxi truyền thống, lái xe hợp đồng, lý lịch tư pháp rõ ràng, sức khỏe tốt và sẵn sàng đi làm ngay. Được biết, GSM sẽ chính thức vận hành tại Hà Nội vào tháng 4 và có mặt tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố lớn trong năm nay. Ngay sau khi ra mắt, GSM đã đón nhận vị khách sộp đầu tiên thuê một dàn 500 ô tô điện. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy, đơn vị sở hữu phương tiện là Đô Taxi, đã ký hợp đồng thuê 300 xe VFI34 và 200 xe VF5 Plus. Thời hạn thuê là 42 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chính thức, có thể được gia hạn tùy vào nhu cầu sử dụng thực tế. Song song với việc thuê xe, Lado cũng đặt mua từ VinFast 40 xe VFE39, bổ sung vào đội xe điện VFE34 đã đi vào vận hành chuyên nghiệp. Trước đó, Lado đã mua và vận hành đội xe 75 chiếc VFE34 từ cuối tháng 5 năm 2022, phục vụ vận chuyển hành khách tại sân bay Liên Khương Lâm Đồng. Ngoài ra, GSM còn hợp tác với ứng dụng gọi xe Bi trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ. GSM và B Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe. Khách hàng gọi xe thông qua ứng dụng của B Group có thể lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM bên cạnh các dịch vụ Bica và B Taxi hiện có. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.